đó là các bệnh nhân 1883 đến bệnh nhân 1891 là các ca cộng đồng tại Gia Lai 4, Hải Dương 2, Bình Dương 2 và Hà Nội 1. Tất cả đều có nguồn lây liên quan đến ổ dịch Hải Dương. Và như vậy, Việt Nam có tổng cộng 1.003 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong số đó, lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 310 ca. Trong số các bệnh nhân trong đợt dịch mới này, chỉ có 1 bệnh nhân nặng, 3 bệnh nhân phải thở oxy, 20 bệnh nhân có diễn biến bệnh cảnh lâm sàng.